Hello, Ngọc xin chào và cảm ơn bạn đã click vào video này để dành ra vài phút tập luyện cùng với Ngọc. Video bài tập này là 10 động tác giúp bạn giảm mỡ bụng dưới siêu hiệu quả. Không cần phải nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào với bài tập luôn nào. Nhớ giúp mình là tất cả các động tác nằm trên sàn thì đều phải gồng chắc bụng và ấn toàn bộ phần lưng chạm hẳn xuống sàn nhé. Không có khe hở nào lọt qua lưng cả. Động tác số 1, mình nằm trên sàn, duỗi thẳng hai chân và nâng lên vuông góc này. Sau đó hạ xuống gần sát mặt đất, rồi lại nâng lên, ấn cằm sát về phía ngực và gồng chắc cổ lại để không bị mỏi cổ. Hai tay bạn có thể đặt nhẹ sau tai để đỡ lấy đầu, hoặc là đặt song song duỗi theo thân người cũng được. Nhớ là gồng cứng bụng và ấn sát lưng xuống dưới mặt sàn bạn nhé. Chuyển sang động tác số 2, tương tự như vậy nhưng mà bây giờ bạn sẽ giữ nguyên một chân vuông góc ở trên cao, chân còn lại nâng lên và hạ xuống, duỗi thẳng đầu gối chân hết mức mà bạn có thể. Càng hạ chân thấp xuống sát mặt đất thì bạn càng cảm nhận cơ bụng dưới đang được tác động vào rõ hơn. Bạn có thể thực hiện động tác chậm hơn, quan trọng là tập đúng kỹ thuật bạn nha. Nghỉ 10 giây trước khi chúng ta đổi sang chân còn lại và thực hiện động tác giống y như vừa nãy nào. Không quên là gồng chắc bụng và ấn toàn bộ phần lưng sát xuống dưới mặt sàn. Cổ cũng phải gồng chắc lại, cảm nhận cơ bụng dưới hạ. Động tác tiếp theo siêu hiệu quả, duỗi thẳng hai chân ra và vắt chéo hai chân qua nhau giống như trên màn hình nào. Bạn có thể duỗi hai tay xuôi theo thân người, hoặc là dùng tay đỡ nhẹ lấy đầu để bớt mỏi cổ. Càng hạ thấp hai chân xuống dưới thì càng tốt, duỗi thẳng đầu gối ra bạn nhé. Nếu như mà cảm thấy khó quá thì bạn có thể nâng cao hai chân lên trên một chút. Đau và mỏi cơ bụng dưới rồi đúng không bạn? Tiếp tục kiên trì với mình nào. Đau thì mới đẹp được, chứ nếu như mà nó dễ dàng như ăn cơm thì ai chẳng đẹp rồi, nhở? Chuẩn bị đến với động tác gập bụng đảo ngược. Đúng như tên gọi của nó, mình sẽ nằm và gập bụng để nâng hai chân và mông lên cao. Sau đó hạ hai chân xuống gần sát mặt sàn, duỗi thẳng ra. Hai tay duỗi thẳng theo thân người này. Ghi nhớ dù mình là sử dụng cơ bụng để đẩy thân dưới lên cao và gập bụng lại, chứ không phải là cố đá cái chân lên cao đâu nhá. Siết cơ bụng lại, đừng thả lỏng nó. Xong động tác đó rồi, động tác tiếp theo dễ dàng hơn. Nằm co hai chân vuông góc lại, nâng cổ và gồng chắc ở trên cao. Hai tay chạm nhẹ vào đầu gối chân, duỗi thẳng. Thở ra hạ tay phải và chân trái sát mặt sàn. Hít vào trở về, thở ra đổi bên. Hít vào trở về. Đó, động tác đơn giản như vậy thôi. Bạn hãy gồng chắc cơ bụng và sử dụng cơ bụng để tập nhá. Không nghĩ tới việc mỏi cổ, hãy nghĩ tới cơ bụng và tập các động tác này nào. I won't let it bite, I will look at you.
Sau động tác dễ thì lại là một động tác khó hơn. Mình duỗi thẳng hai chân và nâng lên không chạm sàn, đá hai chân ngược chiều nhau lên xuống này, ấn lưng sát xuống dưới sàn để gồng chắc cơ bụng lặn. Nếu có thể, bạn hãy ấn cằm sát về phía ngực và giữ nó ở đây. Hạ thấp hai chân xuống hết mức bạn có thể. Nếu như mà cảm thấy quá khó, bạn có thể nằm xuống, hạ đầu xuống này, nâng cao chân lên một chút nữa để động tác thực hiện được dễ dàng hơn. Nhưng mà hãy nhớ là những gì không thử thách bạn thì khó có thể làm thay đổi bạn được. Cứ tập đi bạn, cố gắng giữ và kiên trì. Chắc chắn là bạn sẽ cảm ơn bản thân vì sự nỗ lực của mình đấy. Chỉ còn 3 động tác nữa thôi, mình nằm ấn lưng sát trên sàn nào, duỗi thẳng chân và tay nâng lên cao không chạm sàn, sau đó co chân lại để gập bụng, hai tay chạm vào nhau, chạm vào dưới gót chân, tiếp tục trở về duỗi thẳng chân và tay ra này, co lại gập bụng. Giving, I remember I gave it time, time, time. All of my time, time, time. Now my mind, mind's lost in its thoughts. I want you, you. Hết động tác nằm rồi, mình ngồi dậy nào. Nâng hai chân lên không chạm sàn, ngả người sâu về phía sau nhưng mà vẫn giữ lưng thẳng. Hai tay duỗi song song với thân người và giữ ở tư thế này trong vòng 40 giây tới. Động tác trông thì dễ này sẽ khiến bạn cảm thấy khá là đau cơ bụng đấy. Thử luôn cho biết cùng mình nhá. Nếu như bạn muốn tập nặng hơn thì hãy duỗi thẳng đầu gối chân ra. Và động tác cuối cùng, hãy chống khuỷu tay và mũi chân vào tư thế plank. Toàn bộ thân người từ vai, lưng, mông tạo thành một đường thẳng. Gồng chắc cơ bụng lại, sau đó vươn dài hai khuỷu tay ra phía trước. Thân người vẫn giữ nguyên nhá, đừng đẩy mông lên quá cao. Bạn có thể hơi cuộn tròn phần lưng lại như con tôm để cảm nhận rõ hơn vào phần cơ bụng. Tuyệt đối không được võng lưng. Động tác này sẽ khó hơn plank bình thường một chút, nhưng mà chỉ thêm vài giây nữa thôi. Không hạ xuống, quyết không hạ xuống khi chuông chưa kêu nhá. Bạn của ngày mai sẽ cảm ơn sự cố gắng của chính bạn vào ngày hôm nay đó. Thêm 10 giây nữa, hãy đếm cùng mình. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và xong, hạ xuống thôi nào, yeah. Chúng ta đã hoàn thành 10 động tác tập cho cơ bụng dưới rồi. Tự thưởng cho bản thân một tràng pháo tay thôi nào. Một lần nữa, mình rất cảm ơn bạn đã dành thời gian để tập luyện cùng với mình. Chúng ta đã làm rất tốt. Để có cơ bụng thì bạn hãy kết hợp tập cơ bụng với lại tập toàn thân nữa nhé. Không phải là muốn có cơ bụng là ngày nào cũng chỉ tập bụng thôi đâu. Chế độ ăn uống cũng rất quan trọng. Bạn hãy follow thêm Facebook và Instagram của mình để tham khảo thêm về chế độ ăn Eat Clean nhé. Để lại cho mình một lượt thích video và đăng ký kênh nếu như bạn thích video này của mình. Hẹn gặp lại bạn ở các video khác vào Chủ nhật hàng tuần nhé. Bye bye. Said